con theo ra đấy vào rồi con phải đi đi thì chú đi qua vậy ấy đi ấy bà đi mất lịch sự nè bà đấy chứ bà Hey!
ngả này đi hết rồi. Đi. Bây giờ lại ngả bên kia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.